anh Hùng. Là hôm nay ảnh cũng đến đây để mà ủng hộ cho cộng đồng mình Clean Up Australia Day. Thì ảnh sẽ cho mình một ít suy nghĩ của ảnh về cái ngày Australia Day này. Xin chào mọi người, Minh Hùng thật sự là qua Úc cũng 37 năm rồi. Và thật sự trong nhiều năm qua thì Minh Hùng làm rất là nhiều công việc cộng đồng công giáo, rồi cộng đồng chính bản ở đây. Và cái ngày mà Clean Up Australia, tức là nó là ngày làm sạch Úc ấy, thì là một ngày được chủ xướng một người Úc. Họ muốn cho nước Úc có một cái ngày để làm sạch tất mọi rác, mọi thứ. Và trong nhiều năm nay thì cộng đồng Việt Nam mình bắt đầu đã tham gia. Và đó là một cái tín hiệu rất là tốt cho người Việt Nam mình khi mình biết mình cần công tác với nước Úc. Khi mà cái việc gì chung của chúng ta, tại chúng ta nhận nước Úc này là nước của chúng ta rồi, thành ra không lý do gì mà chúng ta không được tác. Tuy nhiên hôm nay thì thấy có lẽ là có nhiều cái sinh hoạt nó trùng, thành ra chúng ta không thấy nhiều người tham gia. Minh Hùng đi một vòng thấy có những gia đình Phật tử, rồi có một số của bên Hướng Đạo và một số đồng hương, có những anh cựu cộng đồng đây cũng chúng ta thấy cũng đi tham gia. Và Hùng nghĩ là nếu chúng ta để ý một tí cái ngày chung của nước Úc, chúng ta hãy cộng tác. Chúng ta có cộng đồng Việt Nam, tuy nhiên chúng ta sống nước Úc này, chúng ta đã trở thành một người Úc rồi, thì những cái việc gì mà tốt cho xã hội chung, chúng ta nên góp một bàn tay. Đó là cái lời mời của cái xã Úc này. Ước chi năm tới chúng ta tới đây đông hơn để cùng chung cho người Úc biết là người Việt Nam chúng ta có trách nhiệm và chúng ta cũng yêu thương nước Úc, chính là cái quê hương của mình. Thành ra mình muốn làm sạch cái nước Úc này thì góp một bàn tay. Mình xin ước rằng năm tới có nhiều bạn trẻ nữa, có nhiều hội đoàn, đoàn thể công giáo, Phật giáo, Tin Lành Hòa Hảo, hay là tất cả những hội đoàn, đoàn thể nào đó, chúng ta, nhất là các ban chấp hành, chúng ta nên quảng bá cái tin tức này, cái thông báo này, để ước chi năm tới cái công viên này chúng ta khởi động bằng cả hơn 200-300 người Việt Nam mình. Quý vị có thể mặc đồng phục của cái đoàn thể, quý vị có thể mặc cái đồng phục của công ty, hãng xưởng hay là cái dịch vụ thương vụ, chúng ta cùng quảng bá cái thương vụ đó bằng cách góp một bàn tay. Nhớ quý vị, xin chào quý vị năm tới. Dạ, cảm ơn anh. Good.